Vậy đầu tiên đó là thầy sẽ giới thiệu các bạn về cái mục tiêu môn học. Vậy thì sau khi kết thúc cái học phần quản trị học này, chúng ta mong muốn đạt được những cái mục tiêu gì? Đưa ra ba cái mục tiêu lớn. Cái mục tiêu thứ nhất là các bạn nắm vững, các bạn hiểu được cái kiến thức cơ bản về quản trị, liên quan đến quản trị. Ví dụ như các bạn hiểu được cái khái niệm quản trị là gì. Rồi thứ hai là tại sao hiện nay các tổ chức người ta lại tổ chức thực hiện các hoạt động quản trị như vậy, hiểu được cái bối cảnh quản trị trong bối cảnh hiện nay, hiểu được các cái quá trình phát triển của cái tư tưởng quản trị, cũng như là tại sao hiện nay người ta vận dụng cái quản trị ở trong các tổ chức như vậy. Các bạn lý giải được, các bạn học được và các bạn chiêm nghiệm được, các bạn sẽ lý giải được à, như vậy tại sao người ta vận dụng như thế. Cái thứ ba là các bạn biết cách để các bạn phân tích cái bối cảnh hoạt động của các công ty, các tổ chức, chúng ta gọi là cái môi trường, cái tác động của môi trường đến cái hoạt động của các tổ chức của mình. Tiếp theo đó là các bạn hiểu được các cái hoạt động chính yếu của hoạt động quản trị gồm bốn cái chức năng, đó là hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát. À, các bạn hiểu được những hoạt động cơ bản đó. Đó là toàn bộ cái nội dung về mặt kiến thức mà sẽ được giới thiệu, các bạn sẽ được giới thiệu trong qua cái học phần này ha. Và hy vọng là các bạn sẽ nắm vững được những kiến thức này để sau này các bạn có thể mở rộng ra trong các lĩnh vực khác. Và thực ra các cái chức năng hoạt động ở trong một công ty nó sẽ nằm ở trong bốn cái chức năng của quản trị này thôi, đó là hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát, nó sẽ liên quan đến cái hoạt động đó thôi. Rồi tiếp theo đó là về mặt ứng dụng thì các bạn còn đang đi học. À, chưa có nhiều kinh nghiệm để thực tiễn ở trong cái môi trường của các tổ chức. Tuy nhiên, thầy cũng rất mong muốn là các bạn thông qua môn học thì các bạn sẽ ứng dụng được những cái phần mà các bạn cảm thấy tâm đắc, cảm thấy thích thú vào trong cái thực tiễn cuộc sống của các bạn. Hai cái nội dung mà các bạn có thể ứng dụng được. Nếu các bạn nào đang có đi làm thêm thì cũng sẽ rất tốt. Hay là các bạn sinh hoạt trong các cái hoạt động của đoàn hội, chúng ta có thể vận dụng vào cũng vẫn được. À, như vậy các bạn có thể vận dụng vào để nó có cái ý nghĩa trong cái quá trình chúng ta học, kết nối được và chúng ta ngấm được. Và cái thứ ba đó là dựa trên những cái nền tảng kiến thức được trang bị như vậy, các bạn có thể tự tìm hiểu, tự học hỏi để các bạn mở rộng cái kiến thức của mình hơn, đúng không ạ? Để các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn trong cái lĩnh vực về quản trị để phục vụ cho công việc của các bạn sau này. Đó là ba cái mục tiêu mà chúng ta cần phải đạt được khi kết thúc môn học này. Tiếp theo về nội dung môn học, như vậy thì cái học phần này chúng ta sẽ học gồm có 19 chương chia làm 6 6 phần. Phần thứ nhất đó là tổng quan về quản trị, chúng ta sẽ học 2 chương, đó là chương 1 quản trị trong thời kỳ bắt đầu, đó là cái chương thứ nhất. Chương 2, chương 1 này thì giới thiệu các bạn là như vậy cái bối cảnh quản trị hiện nay nó đòi hỏi các cái tổ chức như thế nào, cũng như là những cái khái niệm căn bản về quản trị, các cái chức năng, giới thiệu tổng quát, như là giới thiệu tổng quát về cái môn, những cái thành phần của môn học của mình. Chương 2 các bạn sẽ tìm hiểu về cái sự tiến triển của các cái tư tưởng quản trị. À, chương này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái quá trình hình thành cũng như là phát triển và những cái tư tưởng quản trị mà nó có tác động cho đến hiện nay. À, nó có ảnh hưởng thì các bạn mới hiểu tại sao người ta vận dụng như vậy, và hiện nay họ vận dụng như vậy thì cái nào nó còn áp dụng được, cái nào nên có những cái thay đổi và cái xu hướng hiện nay thay đổi như thế nào. Như vậy cái chương 2 nếu các bạn nắm bắt chắc vững, các bạn có cái nền tảng rất tốt để các bạn tìm hiểu thêm những cái nội dung khác về quản trị. Phần thứ hai chúng ta nói về cái môi trường của quản trị. Phần này gồm có 4 chương, gồm có chương 3 chúng ta tìm hiểu về văn hóa công ty và môi trường. Thứ nhất là bên trong nội bộ công ty, các bạn tìm hiểu văn hóa công ty là cái gì, đó là khái quát thôi, thế mà và những cái đặc trưng nó thể hiện như thế nào. À, giống như các bạn sẽ hiểu thêm về văn hóa, ví dụ các bạn được giới thiệu văn hóa UEH chẳng hạn, tức là văn hóa tổ chức, cũng là đó. Như vậy thì các bạn sẽ hiểu hơn là như vậy thì nó thể hiện ra như thế nào và những cái gì nó chi phối. À, các bạn sẽ hiểu được cái ngọn ngành của nó. Sinh hoạt công dân chắc chắn là các bạn được
được giới thiệu về văn hóa của UH mà. À, như vậy thì khi chúng ta học, chúng ta kết nối, chúng ta hiểu thêm. Hiểu thêm là như vậy, văn hóa một trong một cái tổ chức, trong một công ty, nó chi phối, nó hình thành và nó ảnh hưởng như thế nào. Và thứ hai là chúng ta tìm hiểu về cái môi trường hoạt động của tổ chức, cái bối cảnh bên ngoài nó tác động. Ví dụ các bạn học thì các bạn hiểu là như vậy thì mình phải phân tích những cái thay đổi của bên ngoài, giả sử như dịch Covid nó diễn ra những cái như thế nào vân vân, chúng ta phân tích. Cái chương tiếp theo đó là chương 4, thì chúng ta mở rộng ra, chúng ta nói rằng quản trị ở trong cái bối cảnh môi trường toàn cầu. Như vậy thì bên cạnh cái bối cảnh môi trường bên ngoài nói chung, thì chúng ta mở rộng hơn trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, thì các công ty và các tổ chức hoạt động ở trong bối cảnh đó thì cần chú ý những cái gì, có những cái phương thức tiếp cận như thế nào. Đó là cái chương 4. Chương 5, chúng ta bàn về một cái chủ đề cũng rất sâu trong cái bối cảnh hiện nay, đó là vấn đề về đạo đức và trách nhiệm xã hội, vấn đề rất nóng bỏng. Rồi chương 6, đó là khởi sự doanh nghiệp nhỏ. Thì chương này nói về cái vấn đề về khởi nghiệp, khởi nghiệp trong cái những kiến thức về khởi nghiệp mà các bạn có thể được đã học. Thứ nhất là các bạn học về cái môn khởi nghiệp ở trong môn tín chỉ, không biết các bạn đã học được học chưa. Thì cái này bổ sung thêm cho các bạn những kiến thức về khởi nghiệp. Đó là phần 2, môi trường của quản trị. Phần thứ 3, hoạch định. Phần này gồm có 3 chương. Chương 7, giới thiệu các bạn về hoạch định là gì và các nguyên tắc, phương pháp để chúng ta thực hiện hoạch định như thế nào. Và thứ hai đó là chúng ta đề cập đến việc thiết lập mục tiêu, cách thức để mình thiết lập các mục tiêu như thế nào. Chương 8, chúng ta tìm hiểu về, nhưng mà một cái loại kế hoạch rất là quan trọng ở trong một công ty mà thầy đề cập đến đó, đó chính là chiến lược, thiết lập và triển khai chiến lược. Chương 9, ra quyết định. Đề cập đến chuyện đó, chúng ta biết là với tư cách là một nhà quản trị là chúng ta phải ra các quyết định. Như vậy thì khi mà chúng ta ra các quyết định thì chúng ta hiểu được là như vậy thì nó có những nguyên tắc nào, cách thức nào vân vân để chúng ta biết. Đó là phần thứ 3, hoạch định. Phần thứ 4, tổ chức có 4 chương, gồm chương 10, chúng ta đề cập đến thiết kế tổ chức. Như vậy thì chương này đề cập đến việc là chúng ta xây dựng cái bộ máy ở trong công ty gồm những phòng ban nào, cái mối quan hệ giữa các phòng ban đó như thế nào, chức năng nhiệm vụ của mỗi phòng ban đó làm sao, chúng ta làm sao để mình làm cái việc đó cho nó phù hợp. Đó là cái chương 10. Chương 11, chúng ta tìm hiểu về một cái chủ đề, đó là ta nói về đổi mới và thay đổi. Như vậy chương này đề cập đến cái câu chuyện đó là như vậy thì trong một cái tổ chức đó, làm sao để chúng ta tạo ra cái động lực cho cái tổ chức, cái công ty nó luôn luôn nó có sự biến động, có sự thay đổi. Làm sao như thế có thể được. Và chương 12, quản trị nhân lực. Chương này đề cập đến đó là như vậy thì chúng ta có cái tổ chức rồi, có các chia các phòng ban rồi, như vậy ta cần những người như thế nào, như vậy thì làm sao để ta kiếm được những cái người phù hợp vào trong công ty, ở trong tổ chức. Đó là cái chương 12. Chương 13 đề cập đến một cái chuyện, đó là liên quan đến vấn đề về con người, về nguồn nhân lực. Thì hiện nay đó là cái đội ngũ nhân lực con người ở trong công ty nó có cái tính khác biệt rất là cao, người ta gọi là cái sự đa dạng, nghĩa là khác biệt về văn hóa khi các bạn sẽ phải làm việc trong cái môi trường đa văn hóa, đúng không? Đa văn hóa nghĩa là người, mọi người có thể làm việc từ những cái đến từ những cái văn hóa khác nhau. Đó. Rồi khác biệt nữa là có thể là khác biệt về mặt tuổi tác, về mặt thế hệ cũng có sự khác biệt. Như vậy thì làm sao công ty quản lý được con người trong cái bối cảnh mà khác biệt như thế, và làm sao khai thác được cái điểm mạnh của cái sự khác biệt này cho cái hoạt động của công ty. Đó là cái chương 13.
Phần 5 lãnh đạo. À, phần này có 5 chương, gồm chương 14 chúng ta tìm hiểu về động lực của hành vi trong tổ chức. Chương này giới thiệu với các bạn về em là cái nó giống như kiểu là các bạn sẽ phán đoán được cái hành vi thông qua những cái lý thuyết người ta giới thiệu các bạn, đặc biệt là những cái lý thuyết liên quan về tâm lý học, để chúng ta có thể phán đoán được hành vi của một người, một cá nhân ở trong một cái công ty. Ở đây chúng ta hình dung là hành vi này là hành vi của con người người ta ở trong một cái tổ chức, chứ không phải là hành vi của một cá nhân bình thường. Ví dụ như người ta vào công ty thì tại sao người ta lại hăng hái nhiệt tình, hoặc là tại sao họ lại không muốn làm việc, ví dụ vậy. Có thể ở nhà họ rất là siêng năng, nhưng vào công ty tự nhiên họ làm biến, như vậy tại sao vậy? Thì đấy là những cái lý thuyết mà người ta giải thích về cái hành vi ở trong một cái tổ chức như thế. Chương 15 giới thiệu các bạn về lãnh đạo. Các bạn sẽ hiểu lãnh đạo là cái gì, đúng không ạ? Các cái phong cách lãnh đạo khác nhau, cái xu hướng lãnh đạo hiện nay, và như vậy thì ta thực hiện lãnh đạo ta cần phải chú ý những cái gì với tư cách là một người lãnh đạo. Chương 16 động viên. Chương này đề cập đến cái việc đó là thứ nhất là giới thiệu các bạn về các cái lý thuyết về động viên, và như vậy các bạn có thể vận dụng để các bạn tạo ra cái động lực làm việc cho người khác. Chương 17 truyền thông. Chương này đề cập đến cái việc đó là làm sao để chúng ta tổ chức được cái việc lưu truyền thông tin, truyền thông, trao đổi giao tiếp ở trong công ty để mọi người có thông tin kịp thời, đầy đủ để có thể ra các quyết định, để có thể làm các công việc một cách chính xác cho mỗi người. Đó, nói về các nguyên tắc về truyền thông, communication. Và cuối cùng ở trong phần này đó là chương 18 đề cập đến cái việc làm theo độ, làm việc theo độ, teamwork đó. Như vậy thì teamwork là cái gì, đúng không ạ? Rồi là cách thức để tổ chức các cái đội làm việc như thế nào, các cái nguyên lý của nó, đó các bạn sẽ tìm hiểu ở chương 18. Và phần cuối cùng kiểm soát, phần này có một chương thôi, đó là chúng ta nói về chất lượng và việc thực hiện. Nhưng phần này liên quan đến việc là chúng ta giám sát, làm sao giám sát các hoạt động của công ty, đảm bảo chất lượng, đảm bảo được cái tiến độ thực hiện theo cái kế hoạch đặt ra theo yêu cầu. Đó, như vậy toàn bộ cái nội dung của môn học của chúng ta. Như vậy thì khi các bạn, như vậy có 19 chương nha các bạn. Nhưng mà khi các bạn thấy thầy giới thiệu đây, nó sẽ có mấy cái màu khác nhau. Màu đen nhất đó là cái màu bình thường, đây là những cái chương mà các bạn sẽ được giới thiệu, các bạn sẽ được giới thiệu. Còn cái chương mà màu đỏ này đó, màu đỏ này nè, là những cái chương mà trong chương trình sẽ không giới thiệu, tại vì nó cũng nhiều quá không thể cover hết, cho nên là những cái chương này đều là. Nhưng tuy nhiên khuyến khích các bạn tự đọc thêm tài liệu, đọc thêm sách. À, như vậy chúng ta có 4 cái chương màu đỏ là chương 6, chương 12, nhưng mà chương 14 và chương 17, đó là 4 cái chương sẽ không giới thiệu trong cái chương phần giảng các bạn tự đọc, và những chương này cũng sẽ không có thi, không có hỏi nội dung thi liên quan đến các cái chương này. Đó là màu đỏ. Ngoài ra chúng ta có 2 cái chương tô màu xanh, đó là chương 8, chúng ta nói về thiết lập và triển khai chiến lược. Thì chương này các bạn cũng khuyến khích là các bạn tự đọc, tại vì sợ là không có cái thời gian để chương giảng hết, tự đọc. Và nhưng mà có thi nhé, cái khối lượng thi của nó sẽ bằng 50% cái kiến thức của những chương khác, nhưng mà có hỏi thi. Đó là chương 8 và chương 13. Thì nếu mà thầy tranh thủ thì sẽ giới thiệu nhanh cho các bạn để các bạn có thể có cái sự hình dung, để các bạn tự đọc nó sẽ dễ hiểu hơn. Còn lại là 13 chương là chúng ta sẽ phải giới thiệu trên lớp thông qua 9 buổi này. 13 chương của chương 1, chương 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, rồi 7, 9, 10, 11, 15, 16, 18 và 19.
đó là những cái nội dung mà các bạn sẽ được giới thiệu trên lớp đây. Và thì tiếp theo đó là liên quan đến nội dung của cái môn học của chúng ta. Tiếp theo về phương pháp học tập. Như vậy thì phương pháp học tập thì thầy cũng rất là mong muốn là chúng ta học tập theo cái chủ động, như là phương pháp học tập chủ động. Và các bạn biết rồi, phương pháp học tập chủ động thì người học là trung tâm, còn giảng viên là người hỗ trợ. Và hỗ trợ nghĩa là thầy sẽ đóng vai trò hỗ trợ để giúp cho các bạn học tốt, còn cái việc mà học các bạn sẽ là cái người chủ động tìm kiếm kiến thức. Cho nên là thầy cần cái, thầy rất mong muốn là chúng ta học với tư cách là gì, là kiến thức mà các bạn có thể thẩm thấu được, các bạn có thể nắm được, có thể là không nhiều phải hết nhưng mà cố gắng thẩm thấu được cho các bạn, để nó trở thành cái hành trang cho các bạn sau này các bạn làm việc. Đó là cái mà thầy mong muốn. Và muốn như vậy đó thì thầy rất muốn là cái buổi học của chúng ta nó mang tính chất trao đổi nhiều hơn là giảng dạy. Thầy muốn như vậy. Và để trao đổi thì đương nhiên là về mặt các bạn, thì để mà các bạn có thể trao đổi được thì các bạn nên có những cái thời gian đọc trước bài. Thầy sẽ giới thiệu các bạn về cái tài liệu các bạn sẽ tham khảo. Đồng thời cái slide bài giảng, toàn bộ slide bài giảng thầy đã đưa lên trên cái trang LMS. Các bạn lót về. Toàn bộ thầy giảng như thế nào, chiếu như thế nào ở đây thì cái slide bài giảng thầy gửi cho các bạn cũng như thế. Như vậy thì các bạn thấy là nó đầy đủ cho các bạn rồi. Như vậy các bạn chịu khó đọc, ít nhất đọc trước cái slide bài giảng. Và thầy nó nhanh. Nó không có nhiều, mỗi chương nó cũng không có quá dài về cái slide. Thì là các bạn đọc trước rồi các bạn theo dõi theo cái bài giảng của thầy theo từng cái slide đó, các bạn có thể có những cái đặt câu hỏi hay là các bạn có thể có những cái suy nghĩ, những cái đóng góp phát biểu. Tôi rất muốn là như vậy thì nó sẽ biến thành kiến thức của các bạn đó. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh, đương nhiên là cái bối cảnh hiện nay đó là bối cảnh chúng ta đang học online, như vậy cái việc tương tác trao đổi nó cũng sẽ có cái hạn chế. Tuy nhiên các bạn chịu khó trao đổi là bật mic ha, bật mic lên trao đổi chứ. Như các bạn nhắn tin rất là khó theo dõi. Đặc biệt là các bạn biết là phải hình dung cái này. Khi mà thầy đang giới thiệu các bạn ở cái màn hình PowerPoint này, có nghĩa là thầy không nhìn thấy cái màn hình của cái Google Meet. Thầy chuyển sang màn hình khác rồi. Thì các bạn nhắn tin bên đó là thầy không có thấy. Như vậy thì cố gắng là các bạn, chúng ta sử dụng mic để chúng ta trao đổi. Thậm chí là có thể bật hình ảnh lên chút xíu cho nó sinh động đó mà. Khi nào mình trao đổi mình bật lên thôi, chứ còn mình bật liên tục thì nó nặng quá, có khi nó mạng nó chịu không nổi. Như vậy chúng ta bật lên chút xíu để coi như là lâu quá không gặp nhau trong lớp, thế lâu quá không gặp nhau, không thấy mặt nhau, thôi gặp lên bạn bè nhìn thấy nhau đúng không. Bây giờ mà tình hình như thế này nếu mà hàng ngày nhìn thấy nhau được đó là quý rồi. Các bạn nhìn thấy nhau được đó là quý trong cái bối cảnh dịch bệnh nó rất nguy hiểm như thế này. Như vậy chúng ta cũng đó là cái mà học đúng không ạ? Để thông qua đây nó cũng giảm bớt cái căng thẳng cho các bạn, chứ không phải là căng thẳng quá ha. Thầy mong muốn là như vậy, nhưng mong muốn cái buổi học chúng ta nhẹ nhàng thôi, và chúng ta trên tinh thần là chia sẻ trao đổi với nhau. Và cũng đừng có ngại là như vậy thì đương nhiên thầy hiểu cái tâm lý của người học, sợ mình nói nó không đúng, đó là cái thứ nhất, không sao. Và thầy cũng lưu ý các bạn trong lớp là cũng không có đánh giá các bạn thông qua như vậy tại sao mà cái này nói dở thế đúng không ạ, hay là nói dở mà thích nói nhiều, ví dụ vậy. Đó là cái tâm lý chung khuyến khích các bạn. Tại vì sao ạ? Chúng ta học được từ những cái tất cả mỗi cái chúng ta có đều học được cả, và các bạn học được từ nhau nữa. Như các bạn không phát biểu ra không có nghĩa là các bạn không dở, nhưng mà đương nhiên mình nói ra mình có thể lòi ra những cái mình chưa biết, nhưng mà còn các bạn giấu thì những cái chưa biết đó các bạn giấu. Tuy nhiên cái quan trọng nhất là mình phát hiện ra những cái mình chưa biết. Vậy các bạn phải đi học chứ, biết hết rồi đâu đi học làm gì đúng không. Như vậy thì các bạn
phát hiện ra những cái mình chưa biết để mình khắc phục, thì nó tốt hơn là các bạn khiếm khuyết, chưa biết nhưng mà cũng không biết. Và như vậy thì một người, một bạn nào đó phát biểu các bạn, và có thể là nó thể hiện ra là cái đó các bạn chưa nắm. Như vậy những bạn khác trong lớp cũng học được từ đó, học được từ cái việc mà, tại vì thường là mình thấy cái sai của người khác dễ hơn thấy cái sai của mình. À, như vậy thì mình thấy cái sai của người khác đó là chúng ta học được rồi, để chúng ta tránh. Mình đi đường thấy người khác vấp, như vậy người ta vấp chỗ đó chúng ta biết ta né. À, như vậy thì đó là những cái mà chúng ta có thể học hỏi được từ nhau thông qua cái việc chúng ta trao đổi và không đánh giá là à như vậy thì thể hiện, hay như vậy là nói dài nói dở hay gì đó. À, phải khuyến khích các bạn phải nói nhiều, tại vì lớp chúng ta cũng có 40 người thôi, nhưng mà chịu khó trao đổi với nhau ha. Thật rất mừng nếu các bạn nói nhiều, nếu các bạn trao đổi nhiều. Rồi tiếp theo là về cách đánh giá cái môn học này. Đánh giá chúng ta sẽ chia làm hai phần, đó là điểm quá trình và điểm kết thúc học phần. Điểm quá trình các bạn sẽ gồm có các cái nội dung như sau. Đúng không? Thứ nhất là các bạn, cái này cái số lượng câu thì để từ từ thì tính nha. À, thì thứ nhất là các bạn sẽ thi giữa kỳ, gọi là thi giữa kỳ nhưng mà chúng ta sẽ thi vào cái buổi cuối cùng á, cái buổi học cuối cùng đó, tại vì học hết rồi các bạn mới có cái kiểm tra, nhưng mà để đánh giá cái quá trình các bạn tiếp thu trong quá trình học. Thì các bạn sẽ thi trắc nghiệm. Trắc nghiệm thì số lượng câu thì tùy, có thể 50 câu, có thể là 25 câu, tùy theo. À, tùy theo thời điểm thời gian thôi. Nếu thi online thì cho các bạn thi 25 câu thôi cho nó đỡ. Trong trường hợp mà chúng ta đến lúc đó mình chưa kết thúc cái giãn cách. Còn nếu mà chúng ta tập trung ở trên lớp thì có thể các bạn sẽ thi 50 câu. 50 câu trong 60 phút. À, còn thi online thời gian này có thể sẽ ngắn hơn. Online có thể 25 câu làm trong vòng 20 phút. Tại vì các bạn online các bạn đâu cần phải tô đâu. Thì tập trung thì các bạn phải lấy viết chỉ, các bạn tô nó lâu hơn, còn đây bấm nó nhanh hơn, cho nên là thời gian nó sẽ ngắn hơn. Bên cạnh cái việc thi thì có một số cái cơ chế để hỗ trợ cho các bạn, để các bạn có thể lấy thêm điểm quá trình nếu như các bạn muốn. Phải nói thêm là nếu bạn muốn là lấy được. À, các bạn nghĩa là gì? Nếu một buổi học mà các bạn có phát biểu thì thầy sẽ cộng thêm 0,5 điểm quá trình cho các bạn. Như chúng ta học 9 buổi, các bạn chịu khó buổi nào cũng phát biểu, các bạn sẽ được 4 điểm rưỡi điểm quá trình cộng thêm. Nhiều không? À, như vậy nếu các bạn muốn lấy điểm quá trình là dễ, không có khó. Phát biểu là tính, không có tính là đúng hay sai. Và cách thức của thầy tính điểm đó là gì? Nghĩa là tính theo một buổi có phát biểu hay không thôi, chứ không tính số lần phát biểu trong một buổi. Chứ có một buổi các bạn phát biểu 10 lần thì các bạn cộng cho các bạn 5 điểm thì không được. Mỗi một buổi chỉ tính một có hay không, nghĩa là cái buổi học này các bạn có phát biểu thì sẽ được cộng 0,5 điểm. Dù các bạn phát biểu 1 lần hay phát biểu 5 lần hay 10 lần thì cũng tính là có phát biểu. À, và cái này thì nhờ bạn Bình, đúng không? Bạn Bình, nếu mà khi nào bạn Bình mà có kẹt gì đó thì nhờ bạn Nhi theo dõi giúp thầy. Thầy làm cái này thầy sẽ gửi cho bạn Bình ha. Sẽ gửi cho bạn Bình cái danh sách này để bạn Bình có danh sách để chúng ta như vậy thì chúng ta chỉ cần làm cái file theo dõi thì trong quá trình học đó lớp bạn Bình bạn Nhi đã chịu khó thêm cái này. Làm còn như thế này thôi. À, buổi 1 này 5 6 7 8
chín à. Theo dõi xong gửi lại cái file cho thầy. Như vậy thì ví dụ như bạn Bình có phát biểu buổi hôm nay chẳng hạn, đánh số 1 chưa? Rồi, hồi nữa bạn Bình phát biểu tiếp, thôi cứ đánh vậy thôi. Rồi, bạn Châu phát biểu đánh thêm vô như vậy. Trong cứ mỗi ngày là một buổi một cột này, các bạn đánh đánh hết vào. Đánh ai phát biểu rồi thì thôi, hồi mình phát biểu nữa cũng được không sao, nhưng mà chúng ta chỉ tính một lần, tính số 1 ha. Rồi các cái buổi như thế. Các bạn à, ví dụ vậy mình phát biểu cho đến cuối cùng thì chúng ta sẽ cộng lại, xin lại từ đây đến đây. Thầy ơi, Sao thầy cho em hỏi là cái vụ kiểm tra được không thầy? rồi để vào Ví dụ như là mình kiểm tra giữa kỳ mà dịch mà vẫn chưa dịch mà vẫn chưa dập hết dịch thầy, mà mình kiểm tra trên mạng á, thầy có thể cho tăng thêm thời gian được không thầy? Tại vì có trường hợp mạng lag đó là thầy. Thực ra thì tại vì nó có hai cái lý do. Cái lý do thứ nhất đó là cái lý do thứ nhất đó là cái kiểm tra giữa kỳ ha, kiểm tra giữa kỳ. Như vậy thì mình kiểm tra ở đây á là thời gian nó ngắn, là vì sao? Thứ nhất là các bạn được sử dụng sách đó, cái tài liệu thì ở trên lớp là thầy sẽ yêu cầu các bạn phải sử dụng sách gốc nha, sách photo là các bạn không được sử dụng à, chỉ có sách gốc mới sử dụng thôi. Nghĩa là cái này là hỗ trợ các bạn, là chúng do trách nhiệm nó nhiều nên là các bạn phải làm trước để tạo động lực cho các bạn làm trước ở nhà đó mà. Thế cái này thì tạo động lực và cũng cho các bạn lấy cơ chế lấy điểm. Nếu các bạn làm trước ngon hàng lành hết rồi thì các bạn theo quyển sách các bạn tô vào nó cũng nhanh, các bạn hiểu không? Đó. Còn nếu ở nhà thì đương nhiên không ai kiểm soát được các bạn dùng sách gốc hay sách photo rồi, nhưng mà ở trên lớp là các bạn chỉ được sử dụng sách gốc thôi, sách photo không khuyến khích, cho nên là không cho các bạn sử dụng à. Thời gian thực ra nó là nếu các bạn làm nhanh thì các bạn làm 10 phút là xong à, 25 câu mà các bạn bấm 10 phút xong à, nên cho 20 phút là thời trừ 10 phút để mạng lắc rồi đó. Khi mà đọc câu hỏi nó nhanh và các bạn làm rất là nhanh. Tại vì các bạn hiểu tại sao đúng không ạ? À, hiểu tại sao? Tại vì chúng ta làm là thầy cũng muốn là gì đó là cái sự công bằng nữa, không để các bạn trao đổi với nhau. Cái này cũng là phải rất rõ ràng cái đó. Nó phải thời điểm, nó phải có cái thời gian gấp rút, để chứ không các bạn trao đổi với nhau thì nó cũng như không. Đây là thầy muốn tự chúng ta làm. Tất nhiên là qua cái quá trình làm đó thì đúng không ạ? Nó cũng sẽ phải tự giác là chủ yếu thôi, đúng không? Tại vì cái này các bạn học được, còn cơ chế lấy điểm không khó cho các bạn hiểu không? Điểm quá trình thì không khó cho các bạn về mặt cơ chế lấy điểm. Các bạn có điểm kiểm tra, các bạn có cộng điểm phát biểu nếu các bạn chịu phát biểu, mà chỉ có là muốn lấy điểm hay không thôi. Đây, nhiều bạn nó rất là nhiều cái rất là mắc cười, nghĩa là lúc đi học thì không chịu phát biểu để lấy điểm, còn đến lúc kiểm tra giữa kỳ á, thì lại dùng mọi cách vận dụng để mà xem bài người này xem bài người khác, việc gì như thế cho nó vất vả nhỉ. Mà thầy mà đã kiểm tra giữa kỳ thì thầy rất ghét, khi đã làm cơ chế thì cho lấy điểm thì các bạn lấy thoải mái rồi, nhưng khi đã kiểm tra thì phải nghiêm túc. Thầy ghét nhất là kiểm tra rồi đi coi bài rồi lại trao đổi với nhau, thầy không thích. À, nhưng mà việc gì phải đến lúc đó mới như vậy, trong khi buổi học 9 buổi này có đầy cái thời gian để phát biểu để lấy điểm thì lại không lấy, lại không làm. À, như vậy cơ chế các bạn có, và còn thêm một cơ chế nữa đó là gì? Đó là mỗi một chương thì sẽ có những cái game Kahoot để các bạn trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Đó là cách để các bạn thực hành, các bạn làm, tuy nhiên không thể làm hết các câu hỏi trắc nghiệm được,
Nhưng mà những câu hỏi phổ biến, những câu hỏi mà đa số là cũng đã được đưa vào game Kahoot rồi. Và như vậy thì mỗi một cái chương như vậy đó thì cho các bạn làm và tính điểm, cộng thêm điểm quá trình cho những bạn mà có cái điểm Kahoot. Nè, Kahoot rồi. À như vậy thì thêm của Kahoot nữa. Ngay trong top 5 ha. Trong top 5. Kahoot thì mỗi một lần có thì các bạn cứ cộng vô cho thầy thôi. Bạn chỉ cộng thêm thêm vô. Số lần Kahoot cũng là số lần luôn ha. Nó cộng vô cả hôn vì như là hôm nay bạn bạn kiểu anh có cả hôn cộng thêm một lần các bạn vô top 5 thì cộng thêm lần sau thì các bạn làm như thế này nhìn thấy bạn trí theo bạn bình theo dõi như thế này ví dụ như là một lần cả hôn lần thứ hai lần thứ ba các bạn cộng thêm nó như cho thầy để nó ra tổng số cái lần cả hôn thì một lần các bạn trong top 5 các bạn cũng sẽ được khuyến khích cộng thêm 0,5 điểm quá trình. Rồi cơ chế để lấy điểm các bạn nhiều quá rồi, đúng không? Đó là cái điểm quá trình. Bên cạnh đó thì là thi cuối kỳ. Thi cuối kỳ chúng ta sẽ thi trong thời gian 75 phút không sử dụng tài liệu. Và hiện tại thầy đang khẳng định là chúng ta thi theo hình thức thi trắc nghiệm. Các bạn sẽ trả lời 100 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 75 phút. Và các bạn không được sử dụng tài liệu trong thi cuối kỳ. Tuy nhiên là trong trường hợp mà đến lúc thi mà vẫn còn trong trường hợp phải giãn cách xã hội hay là hạn chế tập trung thì tùy theo lúc đó mà chúng ta không biết trước được thì nó sẽ lúc đó thì thầy sẽ phổ biến lại cho các bạn. Bằng cách đó là hoặc là các bạn có thể thực hiện làm tiểu luận cá nhân hoặc là có thể cho các bạn thi trắc nghiệm trên mạng, trắc nghiệm online, đó là một trong hai cách thì đương nhiên thầy sẽ cân nhắc đến lúc đó cân nhắc để cho nó thống nhất những cái môn các bạn học quản trị học sẽ thi giống nhau, đó là thi cuối kỳ. Và tỷ lệ giữa điểm quá trình và điểm cuối kỳ đó là tỷ lệ là 50-50. Như vậy các bạn thấy là điểm quá trình dễ lấy và đóng góp vô điểm của các bạn cũng rất là nhiều, 50%. Như vậy thì cố gắng mà lấy điểm cho nó cao vô nha, nhưng mà không có cơ hội để mà dễ như thế đâu á. Như vậy các bạn cố gắng, đương nhiên là các bạn lưu ý giùm thầy đó là các bạn phải có đủ hai cột điểm nha, điểm quá trình và điểm thi, các bạn phải có đủ hai cột điểm mới được. Còn thiếu một trong hai cột điểm là các bạn sẽ không đạt yêu cầu môn học này. Về tài liệu học tập, thứ nhất là các bạn học 19 chương đó theo cái quyển sách Kỷ Nguyên Mới của Quản Trị. Thì cái này là thầy cũng là tham gia trong cái thành phần dịch và hiệu đính cái quyển sách này đấy. Thì đây là quyển textbook mà được rất là nhiều các trường đại học ở trên thế giới người ta sử dụng, được cân nhắc rất là nhiều khi lựa chọn để làm giáo trình cho các bạn học. Nó chỉ có một cái mà các bạn khi học thì các bạn cần phải chú ý, đó là cái tác giả viết quyển sách này đó là ở Mỹ và họ viết trong cái bối cảnh là nhìn của người Mỹ trong quản trị, nghĩa là như vậy nó có một số cái khác là người Mỹ họ nhìn ra một số vấn đề về mặt toàn cầu thế giới nó khác với lại Việt Nam mình nhìn ra toàn cầu vậy thôi, thì khi học chúng ta chú ý thêm thôi. Và thứ hai đó là quyển tài liệu thứ hai đó là quyển quản trị học tóm tắt lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm. Thì đây là quyển sách đây là quyển sách mà gọi là tóm tắt lại cái quyển này
Tại vì quyển này khi mà làm xong thì thấy nó dày quá, sợ các bạn nắm nó không hết. Tại vì chọn cái giáo trình này nó có rất là cân nhắc rất là kỹ các bạn. Lúc chọn nó thì các thầy cô đã cân nhắc dưới 6 quyển giáo trình được nhiều trường đại học sử dụng. 6 quyển. Thì mỗi quyển có những cái ưu nhược điểm của nó. Có quyển thì cái tính tổng quát nó rất là tốt, nhưng nó lại không, với người ta lại không biết tới chi tiết quá, không biết chi tiết. Có quyển thì chi tiết nhưng nó không đầy đủ, nó không được cover hết. Thì cái quyển kỷ nguyên mới của quản trị này là quyển mà người ta viết mang cái tính chất đó là chi tiết và không biết khá đầy đủ, chỉ là 19 chương là nhiều. Quản trị học các sách trên thế giới hiện nay họ viết trong dao động từ khoảng 15 cho đến 19 chương thì quyển này là 19 chương, là quyển học viết khá chi tiết. Tuy nhiên vì nó chi tiết thì nó dày, sợ các bạn có cái tính hệ thống không có tốt, khó nhớ khi chúng ta học, thì các thầy cô mới làm cái quyển đó là quyển tóm tắt lại cái nội dung của quyển sách này. Đồng thời thì các thầy cô cũng có soạn cái bộ ngân hàng câu hỏi thi, nói rõ như thế đó là ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho cái quyển tài liệu này. Và do là khi mà soạn xong thì cái số lượng câu hỏi thi nó cũng lớn các bạn, cho nên bắt đầu ấy xin phép nhà trường để cho xuất bản ra để các bạn có cái sự chuẩn bị trước những câu hỏi thi làm quen, cũng như là các bạn có thể học được từ những cái thông qua mình trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, các bạn học bài ngược trở lại, đó là một cách. Cho nên xuất bản luôn. Như vậy thì đương nhiên là xuất bản, vì nó là ngân hàng câu hỏi thi cho nên nó không có đáp án, nghĩa là đáp án không có xuất bản, không có in cho các bạn, chỉ có khác vậy thôi. Và quyển sách này thì các bạn có thể mua được ở, nếu mà mua tại cửa hàng thì có hai chỗ bán. Thứ nhất đó là nhà sách Kinh tế ở địa chỉ là 490 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, ở ngay góc chỗ Nguyễn Thị Minh Khai gần với lại cái vòng xoay chỗ Nguyễn Văn Cử á, ở cái mé bên, nếu mà đi từ trên quận 1 đi xuống thì nó ở mé bên tay phải. Nó gần gần xế cái nhà sách Minh Khai á. Đó. Rồi. Cái chỗ thứ hai mà các bạn có thể mua đó là nhà sách Kisa của chỗ ở trong cơ sở B nhà trường mình đó, chỗ cái mặt đường Đại Duy Từ đó. Đó. Còn hiện nay thì tình hình dịch bệnh thì các bạn cũng có thể đặt hàng ở trên cái trang web Tiki. Tiki đây là cái địa chỉ ở trên cái trang web Tiki mà các bạn có thể đặt hàng để mua. Thầy có thể gửi cho các bạn thông qua cái chat chat box này để các bạn cái địa chỉ để các bạn có thể lên đó đặt hàng. Đương nhiên là đặt hàng bây giờ nó cũng phải lâu lâu tại vì nó phụ thuộc vào cái chuyện đó là shipper người ta có đi giao hàng được không đó. Bây giờ cái hạn chế quá rồi đó là cái liên quan đến cái tài liệu học tập, có hai cái tài liệu như thế. Như vậy thì khi mà thi trắc nghiệm thì thường các bạn hay đưa cái quyển này vô, thì đây là quyển mà các bạn thể làm trắc nghiệm ở nhà trước. Nhưng mà lưu ý là các bạn đưa vô các bạn chỉ được sử dụng sách gốc thôi nha, không được sử dụng sách photo. Tại vì nói thẳng là không khuyến khích cái tài liệu photo họ làm ở chỗ tạp chí Từ đó. Thì họ hay photo thì họ nhái theo mà, không khuyến khích. Còn cái quyển sách này thì các bạn có thể kiếm mua ở quyển sách ngay kỷ nguyên mới quản trị đó. Thì sách gốc các bạn có thể kiếm mua, thứ nhất ở nhà sách Kisa của trường, hoặc các bạn có thể vào thư viện để mượn. Là quyển này. Rồi, đó là những cái giới thiệu tổng quát về cái môn học để các bạn có thể hình dung trước khi chúng ta vào cái nội dung của cái học phần của mình.
Các bạn có thắc mắc gì không? Mời các bạn có thể phát biểu. Còn gì chưa rõ không ạ? Do là online cho nên thầy không cho các bạn thuyết trình, tại vì nó sẽ khó làm việc và các bạn thuyết trình nó cũng khó. Ở trên lớp thì nó có những cái hoạt động thuyết trình này kia được nhiều, cho nên là chủ yếu là chúng ta trao đổi ở trên cái room này thôi. Và cho nên cắt bớt cái phần trình bày nhóm, làm việc nhóm này của các bạn. Chứ bình thường trên lớp thì chúng ta vẫn có một cái phần đó là phần liên quan đến làm việc nhóm.